Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong video ngày hôm nay. Trong năm 2023 Quý Mão, tuổi Đinh Tị 1977 sẽ chịu nhiều ảnh hưởng của ngũ hành tương khắc nên phải gánh vác trên vai rất nhiều áp lực, nhất là vấn đề về kinh tế. Đây là một năm cực độc nếu như bản mệnh không nắm rõ được vận trình của mình và cách hóa giải hung tinh thì những người tuổi Đinh Tị rất dễ trắng tay, tiền bạc đội nón ra đi. Ngoài ra rất có thể gặp nạn trên con đường công danh sự nghiệp, bị tiểu nhân vây hãm và quấy rối liên miên. Vậy làm thế nào để hóa giải được vận hạn này? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần luận giải. Tổng quan vận mệnh tuổi Đinh Tị 1977 nam mạng trong năm 2023. Bản mệnh có thể tìm được nhiều thời điểm thể hiện năng lực của bản thân mình, nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, từ đó có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương, đạt được bước phát triển lớn trong sự nghiệp. Tuy nhiên, con giáp này không nên vì thế mà trở nên kiêu ngạo, coi thường người khác, cần giữ thái độ khiêm tốn, có cách ứng xử khéo léo với tất cả mọi người, kiêng kỵ nhất là việc nảy sinh mâu thuẫn với người khác. Trong năm đề phòng đau ốm bất ngờ hoặc họa huyết quang, tháng 5 và tháng 6 âm lịch cẩn thận hạ sông nước. Trong nhà có thể có tang sự, gặp khá nhiều chuyện phiền muộn. Xét về vận hạn năm Nhâm Dần 2023, Đinh Tị 1977 nam mạng gặp phải sao chiếu mệnh, sao thổ tú, vận hạn ngũ ngộ, hạn tam tai. Năm nay gia chủ không phạm tam tai, hạn hoàng ốc, phạm hoàng ốc, kim lâu, không rơi vào hạn kim lâu. Về địa chi, Tị gặp Mão bình hòa, ý chỉ cuộc sống khá nhàn hạ, không phải toan tính mưu sinh nhiều. Xét về mối quan hệ thiên can đinh âm hỏa gặp quý âm thủy là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong năm nay, những gia chủ Đinh Tị sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý cẩn thận xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Trong năm xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Đinh Tị 1977 nam mạng. Trong năm 2023, gia chủ nam mạng Đinh Tị 1977 gặp sao thổ tú chiếu mệnh. Thổ tú hay còn gọi là thổ đức châu tinh quân là sao xấu đối với cả nam và nữ cũng như gia trạch. Bởi sao thổ tú là sao xấu, chủ về tai nạn, kiện tụng. Người bị sao này chiếu nên đề phòng kẻ tiểu nhân, gia đạo đưa đến bất an và buồn phiền. Người bị sao này chiếu mệnh thường kỵ tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Tuy nhiên, với những người có mệnh thổ, cả nam và nữ thường rất hợp với sao này. Hóa giải, làm lễ cúng giải hạn sao thổ tú. Đây là một tục lệ mang tính chất tâm linh và phổ biến. Hàng tháng vào lúc 15 giờ đến 17 giờ ngày 19 âm lịch, gia chủ hãy tiến hành làm lễ dâng sao cúng giải hạn, bởi đây là thời điểm sao thổ tú đăng viên chiếu sáng nhất. Để thực hiện nghi lễ này, gia chủ cần chuẩn bị những vật phẩm cần thiết để lập bàn thờ cúng như hương hoa, tiền vàng, bài vị, phẩm oản, năm ngọn đèn, rồi quay mặt về hướng chính tay lệnh năm lệnh mà cầu xin trung ương mẫu kỷ thổ tú tinh quân để cầu xin ban sự an lành, may mắn, giảm hạn xấu, tăng tài lộc, hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Vì sao Thái Dương là mặt trời chủ về nhiều điều tốt đẹp, sao thổ tú thuộc ngũ hành là thổ, vì thế gia chủ nên dùng kim tiết. Hãy đem trang sức đá quý có màu trắng như thạch anh, tóc trắng, kim cương và các đồ trang sức màu trắng khác. Nhâm Dần 2023, gia chủ Đinh Tị 1977 cần chú ý tháng Quý Hợi, tháng 10 âm lịch từ ngày 13 tháng 11 năm 2023 đến ngày 12 tháng 12 năm 2023 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Đinh Tị 1977 và những ngày này gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá và những thị phi không đâu ập tới. Gia chủ Đinh Tị sinh năm 1977 nam mạng năm nay gặp hạn ngũ mộ. Khi nhắc đến hạn ngũ mộ, người xưa có câu như sau: ngũ mộ hạn xấu tổn tài, tức là hạn này chủ về mất mát tiền của, nặng thì tán gia bại sản, nhẹ thì chỉ mất một phần. Sự mất mát hao tài tốn của này khiến tinh thần gia chủ đau xót, mất ăn mất ngủ, khiến tâm lý vô cùng bất an, buồn sầu. Người gặp phải hạn này nên chú ý tiền của bị kẻ xấu đánh mất, mua hàng sẽ nhầm hàng giả, kém chất lượng. Đôi lúc lòng tốt giúp đỡ người khác, chẳng hạn như cho người khác mượn tiền thì đòi không được. Về tài sản, tiền của nên giữ gìn cẩn thận, không nên nghe lời hay tin tưởng người khác mà cho vay hay cho mượn. Chẳng may tiền không thu lại được mà nghĩa cũng không còn, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, cho đi mà không cần nhận lại. Tốt nhất nên kết giao với những người lương thiện, tránh người lưu manh, lừa gạt. Trong 8 niên hạn chiếu mệnh thì ngũ mộ là một tiểu hạn chủ về tiền của. Để hóa giải niên hạn này, gia chủ cần chú ý những việc như trong làm ăn, kinh doanh, cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa sản phẩm rõ ràng, không nên nhập những hàng kém chất lượng, nặng thì vướng vòng lao lý, tai bay vạ gió. Tổng kết tử vi tuổi Đinh Tị sinh năm 1977 nam mạng trong năm Nhâm Dần 2023. Về sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Đinh Tị được phát triển mạnh, những cố gắng của bạn trong năm nay sẽ được đền đáp xứng đáng. Sự nghiệp phát triển đồng thời cũng có nghĩa áp lực luôn đi theo, bởi vì cái gọi là người tài giỏi thì luôn có nhiều việc phải làm, đôi khi sẽ gặp phải những khó khăn, nhưng bạn hãy yên tâm một điều, đó chính là quý nhân luôn luôn ở bên cạnh bạn, giúp bạn vượt qua tất cả những khó khăn sóng gió.
Về tài chính, so với năm ngoái, tiền bạc tuổi Đinh Tỵ kiếm được có phần tốt hơn, gia chủ có thêm nguồn thu nhập khác chứ không chỉ phụ thuộc vào một nguồn cố định. Người làm công ăn lương công việc ổn định, có dấu hiệu tăng lương nhẹ vào những tháng cuối năm. Người làm tư làm chủ kinh doanh phát đạt, tiền bạc đủ chi tiêu và quay vòng vốn làm ăn. Lưu ý xét theo lịch âm, tháng 2, 5 và 8 gia chủ đề phòng hao tiền tốn của vì những tranh chấp thị phi. 7. Về tình cảm gia đạo, ở khía cạnh tình yêu và các mối quan hệ tình cảm, năm 2023 có thể là một thách thức và rắc rối lớn đối với người Đinh Tỵ vì bạn có thể cãi nhau rất nhiều về các vấn đề tình cảm. Từ đầu năm đến cuối năm, bất kỳ vấn đề nào cũng có thể dẫn đến cãi vã và mất tình cảm. Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là thảo luận trao đổi với người bạn đời hay còn gọi là người yêu sau khi cân nhắc bình tĩnh và tránh hành động thúc đẩy mâu thuẫn hoặc bám vào quan điểm bảo thủ của chính bạn khi có mâu thuẫn. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu giúp kỵ tà hóa sát, gia đình hòa hợp. Về sức khỏe, năm Nhâm Dần gia chủ Đinh Tỵ 1977 cần đề phòng tai nạn ngoài ý muốn gây tổn hại thân thể, mọi chuyện nên cẩn thận một chút. Cần chú ý hơn sức khỏe của chính mình và người thân già yếu trong nhà, đặc biệt ở phương diện bệnh về gan, túi mật. Năm nay bất luận là người lái xe hay đi công tác bên ngoài đều phải giữ vững tinh thần tuyệt đối, không được đi đến nơi nguy hiểm và hẻo lánh. Cần chú ý an toàn giao thông, tránh đi làm về khuya, đề phòng lơ là chủ quan mang đến tai nạn ngoài ý muốn. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên, địa, nhân, hợp nhất. Luận giải tử vi Đinh Tỵ sinh năm 1977 nam mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, đầu năm đón xuân công việc kinh doanh làm ăn được quý nhân giúp đỡ. Tháng 2, sức khỏe tháng này cũng không được tốt nên cẩn thận. Tháng 3, công việc làm ăn gặp đôi chút khó khăn. Tháng 4, tháng này gia chủ có nhiều tin vui gia đạo, có thể là thêm người thêm của cho con cháu trong nhà. Tháng 5, tình cảm gia đạo trong tháng 5 không được tốt, bên cạnh đó còn có thể có chuyện buồn đưa tới về sức khỏe. Tháng 6, khi ra ngoài gia chủ cần cẩn trọng xe cộ, sẽ đụng độ để lại thương tích. Tháng 7, tiền bạc trong tháng có sự chi tiêu nhiều. Tháng 8, đây là tháng công việc làm ăn có sự phát triển mở mang thêm, tuy nhiên luôn có kẻ phá hoại rình rập. Tháng 9, trong tháng 9 được quý nhân giúp đỡ, đón tin vui trong gia đạo, nhưng đây không phải là tháng thuận lợi cho việc đầu cơ và công việc làm ăn. Tháng 10, trong gia đạo của người Đinh Tỵ nam mạng tháng 10 có chuyện buồn đưa tới, hoặc sức khỏe gia chủ không tốt, cần chú ý về máu huyết. Tháng 11, đây là tháng công việc làm ăn đều không được thuận lợi, tuy nhiên trong gia đạo đón nhiều tin vui mới trong tháng này. Tháng 12, chú ý cẩn thận tháng cuối năm có thể gặp phải cửa quan hoặc làm ăn có sự thay đổi nhiều. Tử vi là một trong những cách gần như giúp mọi người có thể tiên đoán cũng như dự liệu trước tương lai sự nghiệp của mình. Có thể những suy đoán dựa trên tử vi không chính xác tuyệt đối với tất cả mọi người, nhưng tính tương đồng của chúng là rất lớn. Vì vậy, mong quý gia chủ đón xem một cách hoan hỉ và có sự chuẩn bị cho bản thân trong tương lai.